kiếm thôi. Cái này á, mình chỉ lấy bằng bằng như thôi, con nít mới còn còn khoảng 2-3 tháng tuổi á, mới đau bụng, đau bụng nó không thấp nữa. Nó ấm tỳ gì đó, tự nhiên là nếu mà cô thích cắn thử thì không thích. Chỉ vô bụng rồi nói chuyện với chị.